Kính thưa quý vị, tin từ Hoa Kỳ, Django Unchained và bộ phim hài Ted đoạt 7 đề cử giải MTV Movie vào thứ ba, dẫn đầu một loạt các phim hài và phim bom tấn siêu anh hùng cùng dự thi bình chọn dành cho khán giả thanh niên. Jennifer Lawrence, 22 tuổi, người từng đoạt giải Oscar, nay giành được cả 5 đề cử, bao gồm giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai quá phụ trẻ Tiffany trong phim Silver Linings Playbook, cùng với các giải Best Kiss, Best On-Screen Duo và Best Musical Moment cùng với ngôi sao đồng diễn Bradley Cooper. Cooper, 38 tuổi, trong vai nhân vật Pat trong phim Silver Linings. Phim Silver Linings nhận được 6 đề cử, kể cả giải danh giá nhất của đêm, đó là giải phim hay nhất trong năm. Django của Quentin Tarantino ghi được một loạt các đề cử, một mình Leonardo DiCaprio giành được 2 đề cử, trong đó có giải kẻ ác độc nhất. DiCaprio trong vai chủ đồn điền Calvin Candy và Samuel L. Jackson là nô lệ của anh. Nữ diễn viên Pitch Perfect và diễn viên hài Rebel Wilson dẫn chương trình. Giải thưởng Movie Awards trao danh hiệu cho 12 chuyên mục từ diễn xuất, nụ hôn đẹp nhất, chiến đấu giỏi nhất và ác độc nhất. The Dark Knight Rises, phần cuối của chuỗi phim Batman của Christopher Nolan, thu về 1 tỷ Mỹ Kim tại các phòng vé trên toàn thế giới và đoạt được 5 đề cử, trong đó có giải phim của năm, mặc dù đã không nhận được một đề cử Oscar nào. Phim siêu anh hùng Avengers và phim James Bond Skyfall đều được một đề cử cho mỗi phim. Năm thứ hai liên tiếp, loạt phim Twilight đã bị lạnh nhạt. Bộ phim cuối cùng Breaking Dawn phần 2 cũng chịu cảnh hẫm hiu như vậy khi ngôi sao Taylor Lautner nhận được một đề cử cho thể loại Best Shirtless Performance, giải diễn xuất thoát y xuất sắc nhất. Sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ một nam vũ công thoát y, một người sói, James Bond, để giành giải Best Shirtless Performance. Đó là các diễn viên Christian Bale, Channing Tatum, Daniel Craig, Lautner và McFarlane. Lễ trao giải MTV Movie sẽ được trao tại Los Angeles vào ngày 14 tháng 4.